Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Với một chiếc xe anh chị và các bạn đang yêu thích một mẫu gầm cao đô thị Em có một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V Sản xuất là 2021 nhập khẩu nguyên chiếc ngoại thất nằm màu trắng nội thất ghế da màu đen Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất Địa chỉ đơn vị là số 91 Nguyễn Tránh Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì đều có cam kết cho anh chị và các bạn các hạng mục. Xe không đâm phà, không ngập nước, bao trách test mọi lời trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về một xe, mẫu xe, đô thị gầm cao, phục vụ di chuyển trong phố. Với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn như hệ thống điều khiển hành trình, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh khẩn cấp là hệ thống phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát được kéo, khởi hình ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp rồi là hệ thống thích nghi địa hình cảm biến trước sau với rất nhiều tính năng an toàn như vậy để anh chị bạn có thể dễ dàng sử dụng một chiếc xe công nghệ này đây là những cái chi tiết về không gian chứa đồ của chiếc xe anh chị có thể tham quan cùng em với từ những phần keo chỉ này những con ốc những đường led thì các bác có thể đánh giá được chiếc xe này nó còn hoàn hảo hay không đơn vị bán xe ra thì đều có cam kết cho khách hàng cả hạng mục xe không đâm va không ngập nước bao check test mọi nơi nên chị bạn có thể yên tâm à, thông số hình ảnh của chiếc xe thì em cũng có cập nhật trên web ô tô xe hơi com rồi nên các bác nào mà đang có nhu cầu mà tìm hiểu thông tin hình ảnh hay là thông số chiếc xe thì hãy truy cập tại web anh chị nhé đây là cái phần nốt sơ cua của chiếc xe với những phần nốt của chiếc xe sơ cua còn chưa hạ anh chị ạ. Đấy, những đường led rất là đẹp ạ. À. ở phiên bản này thì nó vẫn sử dụng là cốc cơ. ngoài cái phiên bản này ra thì nó sẽ còn một phiên bản cao cấp nhất là phiên bản hp nó sử dụng động cơ xăng lái điện. với mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là hợp lý thôi. không gian ngồi của chiếc xe thì rộng rãi thoải mái cho ba người ngồi. có trang bị cửa gió điều hòa trung tâm, bệ tì tay, ba tựa đầu, cũng như có trang bị hệ thống cửa sổ trời. Ghế trang bị ghế xa đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi. Với những chi tiết đường nét về phần cánh cửa thì nó vẫn giữ được độ nguyên bản và độ hoàn hảo cao. Xe thì chủ đi rất là giữ gìn. Đấy, những đường nét để anh chị các bạn có thể đánh giá được là xe nó có bị đầm vai thế thế về phần thân xe hay không. Ta cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe. Ở trên mẫu xe này thì nó sẽ có một số tính năng mà rất đáng có ở trên các uh, phương uh, dòng xe hiện tại trong cùng phân khúc chưa có được như hệ thống cảnh báo điểm mù này hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang cảnh báo lệch làn đường hỗ trợ duy trì làn đường cũng như điều khiển hành trình chủ động đèn pha tự động thích ứng với rất nhiều tiện nghi an toàn đây là những vi năm sản xuất của chiếc xe chị nhé đây phiên bản này sản xuất là 2021 nhập khẩu Thái Lan Bên trong đây thì các bác có thể tham quan từ những cái phần như là hệ thống thẻ nhắc bảo dưỡng này. Đấy, rồi là hệ thống vô lăng của chiếc xe trang bị vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Có tích hợp rất nhiều các phím bấm để anh chị bạn có thể điều chỉnh. Đấy, hệ thống phanh khoảng cách rồi là có trang bị cảnh báo lệch làn đường. Màn hình giải trí, điều hòa tự động. Rất nhiều tiện nghi anh chị bạn có thể thao tác dễ dàng. Chi tiết cụ thể ghế lái và ghế phụ em quay rất là rõ rồi nhé. Dàn âm thanh của chiếc xe nó sử dụng là 6 loa với màn hình nó có thể kết nối Apple, uh, Apple CarPlay, rồi Android Auto, hệ thống đàm thoại rảnh tay, cùng rất nhiều tính năng tiện ích an toàn ở trên mẫu xe Toyota Corolla Cross. Cái bản 1.8V sản xuất là 2021 này. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 810 còn thương lượng và có giảm giá hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu về một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản với đầy đủ những tính năng an toàn cũng như là vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt thì đây là một sự lựa chọn cho anh chị và các bạn có thể quan tâm. Để tổng quan về khoang máy thì em cũng quay rất là rõ nét rồi. Máy móc thì cũng chưa dọn dẹp gì cả. Một chiếc xe siêu lướt thì cũng không có gì quá nhiều cái để mà phải dọn. Em xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo